Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vựa ô ly bài tập toán lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 82, ôn tập về hình học. Bài số 1, vẽ tiếp các hình dưới để được này là hình vuông. Thì người ta đã vẽ sẵn cho mình là các cạnh này là 1 2 3, cạnh này 1 2 3. Để chúng ta vẽ thêm cho trở thành cái hình vuông. À, đây chúng ta vẽ lên. Đây chúng ta vẽ qua. Đây, nó trở thành hình vuông. Rồi thầy lấy bút đỏ thì vẽ luôn ha. Đây hình chữ nhật thì chúng ta kẻ thẳng lên đây. Đó, chúng ta kẻ qua. Rồi hình tam giác. Rồi đây chúng ta kẻ xuống đây. Nè. Chúng ta qua bài số 2. Vẽ một đoạn thẳng AB dài 6 cm và một đoạn thẳng CD dài 1 dm. Rồi chúng ta vẽ đoạn thẳng AB. Đây, chấm A cái 6 cm. Đây, 6 đây. Cái ngược lại. Đây, chữ B. 6 cm. Và đoạn thẳng CD dài 1 dm. 1 dm ta đổi ra được là 10 cm. C. Vậy ta vẽ 1 dm là bằng 10 cm ha. Đây 10 cm đây. Chấm đậm đậm cái D. Nghe đây là 1 dm. Nó qua bài số 3. Ngăn viết số 98 vào bảng công rồi đưa cho Lan và nói đố bạn 98 từ đi 12 thì được bao nhiêu. Lan nhẩm một lúc không viết gì mà trả lời còn lại cho Nga và nói kết quả 98 từ đi 12 là đây này, hãy cho biết vì sao Lan làm như vậy. Rồi như vậy cái này thì chúng ta sẽ làm gì đây? Bây giờ các bạn Nga này viết số 98, đố bạn Lan thì 98 là trừ 12 là bằng bao nhiêu. Thì bạn Lan này nhẩm một lúc thì bạn Lan này không có viết gì hết, thì bạn Lan này đưa lại cái tấm bảng lại cho bạn này. Thì hãy cho biết vì sao mà Lan làm như vậy. Có nghĩa là chúng ta sẽ có là 98 được không? Ta trừ cho 12. Như vậy là bằng là 86. Bằng 86 thì cái bảng này chúng ta lật ngược lại thì 98 lật ngược nó trở thành là 86. Cho nên bạn này là đưa ngược trở lại. Thì theo cái chiều ngược lại thì nó sẽ là kết quả của 86. Đây ví dụ như thầy viết là con số này là 98 ha. 98 được chưa? Đó, bạn này đưa cho bạn này nói là lấy cái số này trừ 12 thì kết quả mà bao nhiêu. Thì bạn này nhẩm lát nữa đưa lại cái bảng. Nhưng mà đưa là kiểu này. Đó. 86. Nào. Lật ngược lại. Đây. Chúng ta lật ngược lại. Đó chưa? Nhìn nó hơi lạ lạ tí xíu thôi nhưng mà nó vẫn là con số 86. Nào. Đó, 98 này. Đảo ngược lại nên thành là 86. Đó, đây, 86. 98 thành là 86. Thế như vậy là bạn này là vui, đố vui trở lại là đưa lại với bạn cho bạn này. À, thì khi đó chúng ta lật ngược lại thì nó ra cái kết quả này. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.